Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường đang gia tăng một cách nghiêm trọng. Liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc đau lòng như ở Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong tư duy, tính cách của giới trẻ hiện nay. Bạo lực học đường đang là nỗi sợ hãi của nhiều em học sinh, khiến các em không còn yên tâm vào việc học tập và cấp sách tới trường. Nhưng điều đáng nói trong các vụ bạo lực học đường này là không một ai đứng ra can ngăn hành vi bạo lực của những em học sinh cá biệt, thích thể hiện. Thái độ bàng quan, thờ ơ của những người đứng xem, mà phần đông là các bạn trẻ, chính là điều đáng lo ngại nhất. Do đâu mà giới trẻ lại có thái độ thờ ơ với bạo lực học đường như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tiểu mục vấn đề hôm nay, ngay sau đây. Không khó để thấy những clip học sinh đánh nhau trên mạng. Chỉ cần thao tác đơn giản, Google Search đã cho ra 2.250.000 kết quả chỉ trong 0,26 giây. Trong đó, thái độ bàng quan, thờ ơ của những người đứng xem mà phần đông là các bạn trẻ chính là điều đáng lo ngại nhất. Sợ khi nói cho giáo viên thì giáo viên sẽ làm gì mình, cảm giác là thế. Nhưng mà thật sự em nghĩ là nên nói cho giáo viên, mà em không làm được thế. Vào can thì là sẽ bị vạ lây, bị kéo vào cái phần bánh đấy. Một cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng học sinh đa phần sẽ can thiệp vào những cuộc ẩu đả nếu như đó là người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Còn những đối tượng khác, các em cho rằng đó không phải trách nhiệm của mình. Nhiều trường hợp bố mẹ cũng sẽ dặn con cái. Thấy một cuộc ẩu đả nào đó, thấy một cuộc đánh nhau nào đó, tốt nhất là chạy xa con ạ. Hoặc trên thực tế có nhiều người đã bị vạ lây bởi cái điều đó rồi. Rõ ràng là nếu mà chúng ta thờ ơ, chúng ta không can thiệp, không hỗ trợ một ai đó khi mà họ đang rơi vào tình huống yếu thế chẳng hạn, thì rất có thể đến một lúc nào đó cái việc hiểu thế đến nó lại rơi vào chính chúng ta, và người khác đương nhiên họ sẽ không can thiệp. Trong bài học đầu tiên của sách ngữ văn 7 có câu bước qua cánh cổng trường là thế giới kỳ diệu sẽ mở ra. Trường học vốn là nơi học sinh có thể tin cậy và tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính bạn bè và thầy cô, thì giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh với nhiều em. Tiếp tục sợ hãi, bao che, thờ ơ trước bạo lực học đường hay dũng cảm đứng lên đấu tranh bài trừ cái xấu, đó là phụ thuộc ở chính các em. Thưa quý vị, để ngăn chặn hiệu quả nạn bạo lực học đường thì gia đình và nhà trường cần chung tay, từ việc giáo dục giảng dạy đến việc hướng dẫn cho các em có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về bạo lực trong nhà trường, giúp các em hiểu và tránh xa bạo lực, góp phần đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thảo Ly xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai, được phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng.